Dạ, đây là trái chanh dây, tiếng Anh gọi là passion fruit. À, nó có lai rai một vài trái. À, quý vị thấy chưa? Lai rai một vài trái chanh vàng nha. Ok. À. Ui cha 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 cha. Ui da. Ra đầy vàng hả quý vị ơi. Quá đã luôn. Chanh dây năm nay trúng mùa nhé. Wow. Ui, đã quá.